chiều 28 tháng 10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có thông báo về dự kiến danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Theo ông Phúc, qua xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội, có 4 nhóm vấn đề đã được chọn cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Cụ thể, các nhóm về nội vụ đứng đầu danh sách được chọn với 85% số đại biểu. Các nhóm về vấn đề công thương đứng thứ 2 với 82,4% đại biểu chọn, nông nghiệp và phát triển nông thôn với 78% đại biểu chọn, thông tin và truyền thông là 77% đại biểu chọn. Trong đó, nhóm vấn đề thứ thuộc lĩnh vực nội vụ với trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Nội dung đầu tiên trong nhóm vấn đề này là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Nội dung thứ hai là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thưa nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức. Nội dung thứ ba là công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan trong nhóm vấn đề này là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các bộ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục đào tạo, Y tế. Nhóm vấn đề thứ thuộc lĩnh vực công thương với nội dung trước hết là về công tác quản lý, điều tiết điện lực, việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Nội dung tiếp theo trong nhóm này là hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Khoa học công nghệ, Thông tin truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ ở vị trí chia lửa với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Nội dung cụ thể của nhóm vấn đề này là chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông. Có 3 nội dung cụ thể được nêu ra trong nhóm vấn đề này là công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo, công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử. Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Tư lệnh ngành Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, người cũng chưa từng có kinh nghiệm đăng đàn trả lời chất vấn. Trả lời thêm tại buổi thông báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ là người đăng đàn chốt lại phiên chất vấn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 11 tới hết ngày thứ Sáu, 8/11.